Vâng, để liên tiếp theo chương trình buổi họp ngày hôm nay, vâng, xin mời anh Vũ Kiều Linh, vâng, với một ca khúc được mang tên Trái Tim Bên Lề. Vâng, xin trân trọng kính mời anh. Vâng, anh là người mà đến từ quê hương Bắc Ninh đấy ạ, nhưng mà gạ mãi anh mới hát đấy ạ. Đã thấy bao người yêu em, tim anh đã nhức nhối khi anh bên em. Nhìn em yêu từ ngày đây nhưng rất xa xôi, vì tim em đã chọn trao ai. Vì anh đã cho yêu em, anh mãi vô tình không nhận ra tình yêu anh đã trao em bấy lâu nay. Trái tim bên lề rất đau vì biết em chẳng hề biết đâu tình yêu anh đã cho em rồi. Đã thấy bao người yêu em, thì mình đã nhức nhối khi đang bên em. Nhìn em yêu từ ngày đây nhưng rất xa xôi, vì tim em đã chọn trao ai. Nóng xót xa khi đứng đây em, và thấy em chịu nhiều đắng cay. Mà tim anh đây thầm yêu em nên đau giá rời. Vì em đã cho yêu em mãi vô tình, không nhận ra tình yêu anh đã cho em bấy lâu nay. Một trái tim bên này rất đau vì biết em chẳng hề biết đâu tình yêu anh đã cho em rồi. Vì em đã cho yêu em mãi vô tình, không nhận ra tình yêu anh đã cho em bấy lâu nay.
một trái tim bên tay rất đau, vì biết em chẳng hề biết đâu. Tình yêu anh đã cho cảm ơn ạ. Anh nói với em rằng là anh rất đau học. Cảm ơn anh lần nữa đi ạ. Vâng.